Một cuộc sống đủ đầy không chỉ có tiện nghi. Đó là nơi đủ thư giãn để trở về sau những giờ làm việc căng thẳng. Đủ ấm áp cho phút giây sum vầy. Và đủ tiện nghi cho không gian tận hưởng tuyệt vời. Thiên Phúc Residence, sống sang giữa đô thị đẳng cấp. Tọa lạc tại quỹ đất vàng hiếm hoi giữa trung tâm thành phố Quảng Ngãi, là phân khu trung tâm thuộc dự án tên tuổi Phát Đạt Bầu Cả, thụ hưởng hàng trăm ưu thế sẵn có từ vị trí đắc địa và tiện ích hoàn hảo. Thiên Phúc Residence, phân khu trung tâm của trung tâm, tuyệt phẩm đất nền cuối cùng tại trái tim đô thị Quảng Ngãi, ra mắt khách hàng năm 2019. Trong bối cảnh thị trường bất động sản Quảng Ngãi đang trên đà tăng trưởng mạnh với nhiều dự án cạnh tranh, Phát Đạt Bầu Cả vẫn khẳng định vị thế riêng có của mình, xứng tầm một khu đô thị đẳng cấp với quy hoạch bài bản, kết nối hoàn hảo, tiện ích đủ đầy, đặc biệt là được thiên nhiên ôm trọn với diện tích mảng xanh bao phủ lớn. Ở thời điểm đó, Phát Đạt Bầu Cả được xem như một đô thị kiểu mẫu tại trái tim thành phố, là suất đầu tư uy tín với cơ hội sinh lời cao cho mọi nhà đầu tư. Đến nay, đây vẫn là chốn an cư đáng mơ ước, là cơ hội đầu tư trong mơ mà nhiều khách hàng vẫn còn tiếc nuối khi bỏ qua. Chính vì vậy, trong tháng 6 năm 2022, đơn vị phân phối độc quyền Thiên Phúc Quảng Ngãi kết hợp cùng chủ đầu tư Phát Đạt Corporation cho ra mắt phân khu cao cấp Thiên Phúc Residence, nhằm giải tỏa cơn khát bất động sản tinh hoa ngay trung tâm thành phố. Nằm trên trục Quang Trung, tuyến giao thông sầm uất nhất thành phố, lại sở hữu mặt tiền đường nội khu lớn nhất dự án, phân khu Thiên Phúc Residence còn át chủ bài cuối cùng của khu đô thị đẳng cấp bậc nhất Quảng Ngãi đang dần lộ diện. Ở vị trí tâm điểm kết nối, cư dân Thiên Phúc Residence dễ dàng di chuyển đến các trung tâm hành chính, trung tâm giáo dục, trung tâm y tế, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại hàng đầu của thành phố chỉ trong bán kính vài km. Sự kiện nâng cấp sân bay Chu Lai và vận hành tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ biến nơi đây thành trung tâm trung chuyển quốc tế, trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư của khu vực và thế giới. Thừa hưởng thêm ưu thế này, Thiên Phúc Residence sẽ trở thành hồng tâm, điểm gặp gỡ của ba trục: trung tâm dự án, trung tâm thành phố và trung tâm vùng kinh tế khu vực. Một bước chân chạm phố, mỗi ngày sống tại Thiên Phúc Residence là một ngày được tận hưởng cuộc sống tinh hoa vương giả. Làm chủ mọi tiện ích vượt trội được kế thừa từ vị trí trung tâm thành phố, hạ tầng hoàn hảo, dịch vụ đẳng cấp đến từ đô thị hiện hữu như hồ bơi, sân thể thao, khu trò chơi, công viên, hòa cùng nhịp sống hiện đại của giới tinh hoa. Tất cả cùng tạo nên một bầu không khí riêng có tại Thiên Phúc Residence, chinh phục mọi thị hiếu và giác quan bằng những trải nghiệm hoàn mỹ. Bên cạnh đó, thành công rực rỡ của dự án Phát Đạt Bầu Cả, khu đô thị hội tụ phần lớn giới tinh hoa của thành phố, chính là bằng chứng thuyết phục cho thành công của Thiên Phúc Residence trong tương lai không xa. Thiên Phúc Quảng Ngãi, công ty bất động sản uy tín với nhiều năm kinh nghiệm, cùng đội ngũ am hiểu thị trường Quảng Ngãi, tự hào trở thành đơn vị phân phối độc quyền, bắt tay cùng chủ đầu tư Phát Đạt Corporation, mang đến những trải nghiệm thượng lưu cho mọi khách hàng. Thiên Phúc Residence, ngàn điều phúc, vạn sự may.